สบายในใหม่ค่ะขับบุญค่ะขับค่ะเอาสมัยใช่แล้วอ๋อไม่ถอกมาแล้วไม่โอนโอนแล้วนะไอ้ใดอย่าแบ่งใจกูก่อนก็ไปขับบุญครับไม่ถอกมาแล้วไม่โอนโอนแล้วนะสไปน้องๆกี่ยี่ยี่กองอย่ามาติ้งท้ายป่ะโอ้น้องหนุ่ยท้ายเหรออย่าห้ามก็เงยยิกแต่เด้อเอ้ยบิ๊กติ้งยิกซ้ําน้องติ้งยิกกองอย่าแต่แบ๊กบิ๊กของซาวอมคงลามอังก็บันท้ายนี่วะจนน่ะกองยาวติ๊บบังติ้งท้ายอ่ะกองเหย่ได้กองกับแบ๊กกองตึงแบ๊กเงยท้ายอันหยอดนะแม่แล้วกองกินยนบันท้ายฮะอย่าดงรอยกองล่ะยันยังทันแดกก็บันท้ายว้าวกองทันแดกลุงอย่าป่ะเห็นแล้วบ่ท้ายเหรอเออบ่ท้ายอังมักสังจองบ่ก็thích rồi đó dạ không giấu gì bác ở bên Thái thì nhắc tới con thì hầu như là ai cũng biết à ồ vậy con kinh doanh cái gì dạ con kinh doanh dép Lào à kinh doanh dép Lào bên Thái dạ đúng rồi ạ ồ dạ con xin lỗi bác lèo mày thọt mày ủn ủn mày lèo na sân bay nên mà kha mày lọt khu rồi lèo bòi thọt 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 mày thọt mày lèo mày thọt mày cái thọt cái chồng hỏng nữa nà lèo thọt nà chui đuôi chui đuôi sao căng quá vậy con tôi còn được người ta nói thật ba trục trặc trong làm ăn hả con dạ đâu có chứ sao con đòi thọt con đòi khạp người ta thấy ghê quá vậy đâu có con đang khen nhân viên của con trời ơi dạ khen mà giống như chửi vậy đó thôi thôi ngồi đi con ngồi dạ. đi tại bác biết làm sao không nhân viên của con ở bển nó đông dữ lắm 1255 đứa nhân viên đang tập trung làm một cái đôi dép Lào. Làm xong rồi bắt đầu thay phiên nhau thọt 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 vô để thử coi thử là cái dép Lào nó có chắc chắn hay không. À, đây nè à, đó. Là cái đó. Dép cái dạ, đúng rồi. Thọt vô vậy là dạ. để thử dép đó đúng không? Dạ đúng rồi thọt, thọt. Ừ, tại rồi. Vì cái nhãn hàng dép Lào của con là dành cho giới thượng lưu mang. Cho nên là khi mà sản phẩm ra thì phải là chắc chắn, phải tốt. Cho nên nãy giờ con khen. Từ giờ nãy giờ con cũng chưa có giới thiệu tên của con nữa. Không giấu gì bác. Con tên là Siam Mai Loài Duy. Siam Mai Loài Duy. Có tên tiếng Việt không con? Dạ tên Duy á bác. Duy á bác. Thôi gọi Duy cho nó gọn đi con. Dạ Siam Mai Loài Duy. Rồi con qua đây là con đi với Phương là hai đứa đang phải không? Đúng rồi á bác. À, thiệt sự thì con không giấu gì bác. Ơi, cứ nói thiệt đi con. Hôm nay tới đây thì con có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất là tới con thăm hỏi nhà mình và con biết bác. Mục đích thứ hai là con muốn nói với bác là coi chọn ngày lành tháng tốt để con cưới Phương. Cái gì? Dạ. Cái gì mà cưới? Thì đúng rồi. Ủa tụi con cái gì mới con nó còn đi học mà con cái gì mà lẹ dữ vậy? Lẹ đâu mà lẹ bác. Con quen là 4-5 ngày nay rồi chứ ít ỏi gì. Đúng rồi, trời với lại con lớn rồi mà ba đủ tuổi cưới rồi mà đâu có sao đâu. Biết là lớn rồi nhưng mà cái chuyện này không phải là chuyện đơn giản, không phải chuyện dẫn chơi. Cái chuyện này là phải kết hợp với người lớn bên đó, gặp nhau rồi nói chuyện chứ không phải là tự nhiên nói cưới là cưới đâu con. Trời ơi bác ơi. Thì bây giờ dễ mà, thời đại công nghệ 4.0 rồi. Muốn thấy mặt thì gọi một cái là con cho thấy ba má con liền. Với lại bác không nghe ông bà xưa người ta nói hả? Nói sao con? Cưới vợ phải cưới liền tay chứ để lâu ngày thằng khác nó cua. Ủa, có câu đó hả? À có bác. Cho nên là bác ta. Cứ yên tâm. Bác đang bị lo lắng hay lắng cấn về cái vụ gì mà tại sao? Đương nhiên là cái chuyện cưới hỏi không phải là cái chuyện đơn giản. Cho nên á bây giờ á nếu như nha dạ. nếu như tương lai tụi con còn quen nhau đó thì bây giờ á con phải vạch ra một cái kế hoạch hay là một cái đường hướng tương lai như thế nào thì bác mới đồng ý bác để cho con Phương nó quen con, thấy không? Chứ không phải nói cưới là cưới được không con? Dạ. Thưa bác, con là một doanh nhân thành đạt mà. Cho nên là những gì mà con nói là con phải có kế hoạch ở trong đầu hết rồi. Rồi, con nói thử bác nghe. Ngay cả cái đám cưới con cũng đã định sẵn. Vậy hả? Bây giờ con nói sơ sơ thử cho bác nghe. Ok. Đầu tiên thì khi mà đám cưới á, con phải muốn là một cái đám cưới của tụi con là một cái đám cưới có 102. Một cái đám cưới long trọng lớn nhất. Bình thường đám cưới của mình là 10 người ngồi một bàn. Đám cưới của con là một bàn ngồi một người. Ủa gì kì vậy? Dạ. Mình đãi lớn vậy đó bác. Dạ. À là một mình ngồi một bàn rồi đồ ăn dọn ra là ăn một mình luôn. Dạ, một người một bàn đồ ăn 12 món. Ủa vậy thì không lẽ đãi ở sân vận động hả con? Thì cái chuyện đó thì đãi ở đâu mình tính sao nhưng mà con lên như vậy. Và đặc biệt cái khi mà rước dâu đó con không có thích là rước bình thường, không có thích rước mà xe mui trần, xe này nọ kia. Chứ con rước bằng cái gì? Con thích một cái gì đó nó nguyên thủy một chút xíu. Nguyên thủy? Cho nên con quyết định mình sẽ rước bằng voi. Ý tưởng quá lạ bác thấy không? Ủa voi đâu ra nhiều để mà rước con? Thì dễ mà bác. Thì bây giờ là mình xuống Đại Nam nè, mình mở cửa ra mình lấy vài con. Xong rồi mình ghé trong sở thú á, mình mở cửa mình lấy vài con. Nếu thiếu nữa thì con đi qua bển á, con đóng thùng về vài chục con.
Đúng rồi đó ba. Con làm được hả? Trời ơi bác, bác nói vậy là bác khinh thường con. Không phải. Con là ai? Xin lỗi Duy, là doanh nhân thành đạt của Thái Lan. Rồi rồi, để bác nói cho xin lỗi. Cái gì? Xin lỗi Duy. Xin lỗi Duy. Rồi rồi rồi, Duy đi. Dạ. Cái chuyện mà con muốn đãi bằng voi hay rước dâu bằng voi á thì bác không ý kiến được. Dạ. Nhưng mà bác thấy cái chuyện này nó sao mà nó nghe nó kỳ lạ quá vậy? Không có kỳ đâu bác. Không, nó kỳ lạ. Mình làm như vậy là tại vì con muốn tên tuổi của vợ chồng con sẽ ra tới tầm quốc tế. Phải vương xa là thế giới bác à. Rồi 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 rồi, thôi cái vụ voi này bác tạm thời bác gác qua bên ha. Dạ, con cảm ơn bác. Cái quan trọng mà bác muốn hỏi con á, nếu như sau này tụi con cưới nhau về, tụi con ở chung với nhau đó, thì cái chuyện mà bác rất quan tâm đó là cái chuyện mà cuộc sống tương lai của tụi con, và đặc biệt là kinh tế. Dạ. Ai sẽ là người nắm giữ cái điều đó, và con sẽ chi phối, con như là con điều khiển cái nguồn tài sản của con cũng như là của Phương nó ra sao nè, nói cho bác nghe. Bác yên tâm. Về kinh tế tiền bạc thì con là không thành vấn đề. Khi mà lấy nhau về thì tất cả tài sản là đều đứng tên con và con nắm giữ. Một tháng con sẽ phát cho Phương 100.000 coi như là xài đã luôn. Nếu thiếu thì con cho thêm 20-30 nữa. Cái gì vậy con? Dạ. Hả? Ủa cái gì kỳ vậy? Nhiều mà ba. Thấy chưa? Trời ơi, thương quá. Là nhiều. Cậu xích qua đây. Gì vậy? Sao? Cậu xích qua đây nghe cho ba. Cậu ngồi im đó. Cậu giàu mà sao cậu keo kiệt quá vậy? Keo? Trời đất ơi, cậu nghĩ sao mà một tháng cậu phát cho con gái rượu của tôi 100.000? Trời đất ơi, một ngày 100.000 biết tôi chịu chưa nữa. Cậu giàu mà cậu keo kiệt quá vậy? Không phải, tại vì con sợ cho vợ con nhiều tiền quá, nhiều tiền sẽ hư. Cho nên là con là lo hết tất cả mọi thứ rồi con giữ cho. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Tôi không đồng ý cậu. Sao vậy bác? Con thấy con được quá mà sao bé không đồng ý vậy? Cậu bác thấy được chứ tôi không được. Sao bay lên mày kha? Mày cọt mày lèo mày uốn lèo na. I love you bạc bạc na. Thân thân heo bạc bạc na. Ồ lèo mà mày tội. Ai trời. Đứng lên. Bây giờ tôi đuổi cậu ra khỏi nhà tôi nè. Ba. Nè em. Cái này là ba em không đồng ý nha. Cái này là ba em không chịu anh nha. Em nhớ nha. Cô đứng lên đâu. Mày lèo mày thọt mày ùn ùn mày lèo nha. Tao thọt vô đầu mày bây giờ chứ là thọt. Ba này, ba kỳ quá à. Tự nhiên bây giờ anh Duy không chịu, anh Thành cũng không chịu. Giờ ba muốn làm sao? Trời ơi con làm sao vậy? Con nghĩ sao mà con rước cái thằng ở đâu trên trời rơi xuống vậy hả? Một cái thằng khùng điên vậy đó. Làm sao mà ba chấp nhận được cái thằng khùng như vậy? Bây giờ nè, con ngồi đó. Chuyện bạn trai con đúng không? Ba sẽ chọn cho con. Cướp, mày chết. Cướp. Ăn cướp. Gì vậy? Cướp.